Xin chào toàn thể các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ tuyển tập một số chiếc đồng hồ qua sử dụng lướt, tình trạng rất đẹp, muốn giao lưu và giới thiệu với các bác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản rất là đặc biệt tới từ thị trường Nhật Bản. Một chiếc đồng hồ Seiko mà em ở đây sẽ có đầy đủ hộp, sổ, phụ kiện của hãng. Đây sẽ là một chiếc đồng hồ Seiko tới từ thị trường Nhật Bản, made in Japan các bác nhé. Đó, đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng và cuốn sổ ở đây. Và cuốn vào bộ máy rất là chất lượng. Đây là một chiếc đồng hồ Seiko nằm trong bộ sưu tập là Seiko Bright, là một dòng đồng hồ rất cao cấp và thật sự ấn tượng của Seiko. Nếu như trong tầm phân khúc dưới 15 triệu đó thì chắc chắn là khó có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nào có thể so kèo được với chiếc đồng hồ này. Đây là một dòng sản phẩm đồng hồ đa dụng có độ hoàn thiện xuất sắc của Seiko, một chiếc đồng hồ tới từ thị trường Nhật Bản. Đồng hồ tình trạng còn rất đẹp các bác nhé, các bác xem này. Đây là một chiếc đồng hồ mà có thiên hướng thể thao, khỏe khoắn và đa dụng. Chúng ta sẽ được cung cấp một bộ máy với đầy đủ tính năng, lên cốt tự động, lên cốt bằng tay cũng như là dừng kim giây khi chỉnh giờ. Và một cái mặt số được hoàn thiện rất tinh xảo và đẹp mắt. Đó, em sẽ quay rất là kỹ hơn cái video về phiên bản này trong một cái video riêng của nó. Còn trong cái phần hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua tổng thể về sản phẩm. Sử dụng bộ máy in-house 4R21A, đeo bên tay cực kỳ đầm. Đó, size 40,5mm và nó độ dày nó có rơi khoảng 12mm. Nó sẽ thích hợp với các bác có cổ tay khoảng từ 16 trở lên. Các bác đeo rất là đẹp rồi, rất đẹp. Mặt số màu đen nam tính cực kỳ. Phiên bản này thì em đang giao lưu mức giá rất là tốt để các bác trải nghiệm, chỉ có 11 triệu thôi. Quá ngon. Đó, vẫn hoạt động tần số động là 28.800 nhịp giống như Thụy Sĩ các bác nhé. Và mang lại khả năng tích con của chiếc này là đến 45 giờ. Tiếp đến thì em sẽ tới với một cái phiên bản rất là quốc dân của Tissot, một chiếc Tissot Lerlock. Đây sẽ là một chiếc đồng hồ Palmatic 80, bộ máy mới nhất của Tissot, với khả năng vận hành lâu dài và tích con tối đa đến 80 giờ. Mặt số màu trắng, đây là một cái phiên bản đồng hồ gọi là quốc dân rồi, đồng hồ quốc dân. Đó, kính sapphire size 39,3mm, bộ máy Palmatic 80. Đó, với phiên bản dây kim loại này, nó rất là lịch lãm, dành cho các bác thích phong cách của chiếc Tissot cổ điển thanh lịch này và chưa có nhu cầu để chơi đến những cái phiên bản cao hơn, thì đây là một phiên bản đồng hồ quốc dân rất là dễ nhận diện cũng như là đẹp mắt, với bộ máy đã trải qua rất là nhiều năm, đó minh chứng được cái độ bền của nó rồi. Chiếc này thì em giao lưu lại 8.800.000 ạ, rất đẹp các bác nhá, dây dài thoải mái luôn. Tiếp nữa thì em giới thiệu với các bác một chiếc FC, một chiếc FC thể thao sang trọng thanh lịch cổ điển. Đó, nó hơi hướng là thể thao một chút dành cho các bác có cổ tay to, và đặc biệt là nó được cung cấp cái núm screw down này. Với cái núm này thì cho khả năng chống nước cực kỳ mạnh mẽ. Các bác sẽ phải rút núm ra thì mới tiến hành chỉnh giờ, chỉnh lịch cho đồng hồ được. Size 42mm đi cùng với phong càng dài. Yêu cầu các bác phải có cổ tay khoảng 17 trở lên đeo chiếc này mới đẹp được. Đây là một phiên bản giới hạn các bác nhé, zin đầy đủ của nó. Chúng ta sẽ có một cái bức tranh của thành phố Venice ở phía sau này. Và đây là phiên bản là Limited Edition số 1639. Đó, số thần tài rất đẹp, trên 1888 chiếc. Em ướm trên tay để các bác xem thôi, tại vì cổ tay của em nhỏ, đeo trên này chắc chắn là không đẹp. Đó, các bạn nên có cổ tay khoảng 17 trở lên đeo trên này rất là tuyệt vời. Thế nhá. Đó, phiên bản này thì em giao lưu với các bác mức giá rất là dễ tiếp cận thôi, 18.800.000. Phiên bản tiếp theo mà em muốn giới thiệu với các bác là một chiếc Maurice Lacroix trong bộ sưu tập là Masterpiece. Đây là một bộ sưu tập rất cao cấp của Maurice Lacroix, có rất nhiều những sản phẩm ấn tượng cũng như là bộ máy luôn là bộ máy cao cấp nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ có một phiên bản Masterpiece 40mm. Và chiếc này chúng ta sẽ có kim xăng báo cốt Power Reserve ở đây. Một mặt số màu trắng bạc có hoa văn tinh xảo cùng với cả những cái chi tiết màu vàng hồng sang trọng nổi bật. Bộ dây của chiếc này làm rất là đẹp, đeo lên tay rất là thích. Đó. Và bộ máy của nó sẽ là một máy ETA 2897, thường dùng cho những cái dòng sản phẩm cao cấp như Longines trở lên. Đó,
bộ máy đánh vân tinh xảo dòng Masterpiece, một chiếc size 40 và cái size dây của nó khá là hợp lý đó, chỉ cần khoảng tay khoảng 15,5-16 các bạn đã có thể trải nghiệm phiên bản đẹp mắt này rồi. Chiếc này thì em giao lưu mức giá là 19.500.000 các bạn nhé. Giá con này mới niêm yết là hơn 68 triệu, siêu cao thôi và rất là hiếm, rất là hiếm cái phiên bản có kim xăng tiện dụng này đó. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc trong bộ sưu tập Record. Chiếc này chúng ta thì sẽ có đường kính là 38,5 mm, độ mỏng rất ấn tượng đó, nó chỉ hơi lồi lên một chút ở cái kính thôi, còn độ mỏng chiếc này nó chỉ rơi vào khoảng 9,5 mm, size rất là phù hợp. Kính sang phiên nguyên khối cong phủ chống lóa, bộ máy của chiếc này cực kỳ ngon, bộ máy L888.4 mà lại khả năng tích con đến 64 giờ và chạy chuẩn kilometer các bác nhé. Với phiên bản qua sử dụng này thì phần dây phía trong nó đã khá là có vấn đề, phần ngoài thì vẫn đeo ok, nhưng mà khi mà các bác chốt thì em sẽ tặng thêm một bộ dây da làm theo tiêu chuẩn của hãng để các bác trải nghiệm khóa chống gập của Longines đó. Size 385 này thì các bác chỉ cần cổ tay khoảng từ 15,5, đeo rất là đẹp rồi, sang trọng thanh lịch đó. Phiên bản này thì là 29 triệu. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc flagship. Chiếc flagship này thì chúng ta sẽ có hai lịch, một phiên bản rất là hiếm các bác nhé. Thông thường thì flagship này chỉ có một lịch thôi, đây sẽ là một phiên bản đầy đết hai lịch, với độ hoàn thiện chắc là nó chỉ thua master một chút thôi. Flagship thì lại dễ tiếp cận hơn rất là nhiều, mặt xám trải tia lông chuột, một trải tia sunburst, mặt xám màu lông chuột đó, kính sa phiên nguyên khối phủ chống lóa, bezel phân tầng rất là tinh xảo. Chiếc này size 385 các bác nhé đó, bộ máy rất ngon của Longines dòng flagship. Anh chủ đã thay cho một bộ dây rất là ngon, bộ này anh ấy thay là 1.300.000 ạ, và khóa cài zin của Longines đây đó. Nếu mà các bác chưa có điều kiện để chơi master thì flagship cũng rất là ngon, phiên bản này thì 19.500.000 đó. Mọi sản phẩm sẽ đều đang có sẵn tại cửa hàng, các bác có thể đến để lên tay trải nghiệm trực tiếp. Các bác ở xa không điều kiện đến với lên tay thì khi mà các bác chốt em có thể hỗ trợ ship COD, tức là các bác kiểm tra nhận hàng thanh toán, nhưng với những cái đơn hàng giá trị cao và hàng chính hãng như này thì em sẽ phải có cọc thì mới cho hàng đi, các bác thông cảm nhé, bởi vì giá trị của nó rất là cao. Cam kết chính hãng bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.